Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người tôm màu một chiếc tàu thuyền chở hàng hóa nha, ra biển nha. Ok, để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ dẫn mọi người tôm luôn bức tranh này nhé. Ok, đầu tiên tấm tre thì mình tôm một sừng lá nha. Tiếp theo là mình đâu tôi cho các thùng hàng. Ok, tiếp theo tôm màu cam nha mọi người. Biển này. Ok nha. Ok. Ok nha mọi người. Ok. Chẳng biết nói gì luôn á trời. Ok mọi người. Ơ, có ai dùng tuôn không nhỉ anh Đức ơi? Tuôn? Tuôn mấy anh? Tuôn 1. Còn anh sắp có dùng tuôn không anh? Không phải. Em check rồi. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Dung lượng này là không có biết. Ok nha. Mình sẽ hoàn thành trên này nhanh nhất có thể cho mọi người xem nhé. Ok. Ok nha. Ok. Mấy giờ gì?
cái truy cập hoạt động này của anh là có đúng không? Ở cái thời gian này có đúng không? Chắc của em nó không đúng rồi. Cũng chỉ một mấy phút thôi mà giờ vẫn sai. Ok nha. Ok. Ok nha mọi người. Mọi người tốt đi ạ. Hình nước đừng tắm. Còn chưa đi chợ nấu cái gì. Anh định đi chợ hay đi siêu thị? Ăn cá. Thật luôn. À hôm nay có ăn cơm em quên mất. Còn gì tôi để mai ăn. Mai đúng rồi anh. Món cá yêu thích của Hương mà. Thiệt đó. Và video mình đến đây kết thúc hẹn lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người like, share, kênh của mình nha. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người tô màu bức tranh. Chết rồi. Nhầm. Một bộ nhầm. Nhầm nha mọi người. Một viên thuốc độc. Một lọ đựng thuốc độc. Khoa học. Thuốc tình yêu. Các cô không để tên lên, tôi bảo đây là hóa chất tình yêu dành cho những người cô đơn lâu năm. Tại có cái hình chữ tim này. Ok chưa mọi người? Mà mình sẽ dẫn mọi người tổ luôn nha. Những chiếc tiền mọi người đợi mình chút xíu. Ok. Quá khăm hồ dài quá em. Ok nha mọi người. Còn từ mùa đông. Quá mệt rồi. Đây là cái ok nha, mình sử dụng một xanh lá tô tiếp nha. Chị em thế thì trêu à đâu à của em à không phải của em đâu anh chúng tôi thì mà ở trong công viên của anh sắp mà nhìn rồi biết ai của anh sắp hôm qua anh sắp bằng mày ok ok nha mọi người.
Ok. Mẹ nhìn đâu nó không có một tí gì luôn. Vai cho tôi cơ mà nó bị. Chẳng lẽ Zen cắn ta hai lần. 500% đúng không? Mắc một lần cắn ta 500%. Ok nha mọi người. Ủa, cho vào cam ta không nghe âm là sao? Nó có quay. Cho vào không nghe được. Quay lại. Quay lại. Hết cứu. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người, đợi mình chút xíu nhé. Còn 1 phút rồi. Ok, cho đến 50 chuyển ra. Chẳng video nào nghe được luôn. Thế thì chú nhận nó nhá. Ok. Thứ mà máy thì em bị có lo ngoài nhỉ? Ô, sao cháu nghe thì vậy? Có lo ngoài đây nhá. Ta nghe vẫn nghe bình thường mà. Thế cỡ rồi. Có lẽ người ta đang nghe thử mà xem ảo ấy. Nghe được đoạn nào không? Không, chẳng nghe được đoạn nào. Thế thì chêu. Đây nhá, thứ mở video ở ngoài đấy vẫn nghe được. Nghe được luôn, có đúng không? Ý là ông nghe ở ngoài video của nó khi vào file ấy. Nghe được không? Tắt tắt cái âm đi. Có mà. Có anh không? Tôi có nghe được mà. Mà sao mà con tao không nghe gì? Âm này không nghe mà. Chắc lỗi khi cho vào can. Mà có quấy được không? Nhìn đến đây. Mày lo cho đến đây làm gì nữa thì tìm người thật đấy. Nhưng cái động nó ở đâu ai biết được. Ok nha mọi người. Ok, mình sẽ sửa lại cái đánh dấu nha. Quái sao còn kêu anh phải hiểu đấy. Quái sao còn kêu. Biết sao giờ. Cái này thì hết kêu rồi. Anh Đức hình như thích lâm thư. Cái gì đấy. Em biết là anh ra mà. Anh thích lâm thư đúng không? Mà sao anh cứ bay nữa thôi. Đâu, anh mà quay lại mà. Anh bán nó thôi, không quanh sắc còn kêu. Không quanh sắc còn kêu nó. Anh còn quay lại mà. Không, em bảo mày làm vớ vẩn thế nào ấy. Anh bảo là đâu, vớ vẩn đâu kiểu. Đâu, anh có bảo thế đâu. Có mà, anh vừa bảo vớ vẩn là vớ vẩn thế nào mà. Mời tôi ạ à? Như thế tức là anh bên không, đó. Không, cũng như là vớ vẩn ở chỗ nào thì anh hỏi thêm hơn vớ vẩn như thế nào. Anh phải là bên tôi là bên đâu. Là bên. À, anh biết thích lâm thư đúng không? Hóa ra là như vậy. chết là anh Đức thích trẻ tuổi cơ. Anh Đức lại thích cái kiểu trẻ tuổi cơ. Anh Đức 93 đúng không? Lâm thứ 2 anh Đức. Đâu, 94 mà đúng không anh? Anh Đức 93, 94. 94, 94, 94, 94. Ôi, hai cái là 5 ôi. Cho anh nhau nhiều phết đấy chứ. Cũng 11 gần, tuổi. Gần nó giáp, gần nó giáp. 11 sao, tuổi lận. Sao anh Đức mà bọn em vẫn ủng hộ mà. Tốt quá. Đấy, tốt quá thằng kìa. 18 tuổi lấy vợ được rồi, anh ngỏ ý đi. Ngỏ ý. Cùng quê à? Em ở Long này chắc rồi. Hợp lý. Cùng quê, chắc cùng quê đấy. Chắc cùng quê.
Mình cho thấy bức tranh nhé, có thể cho mình xem nha. Tôi phải gen xong rồi tôi cho cam âm thêm chứ. Không nghe được. Hai lần. Sao bỏ cam không quá nhỏ rồi. Nó quá nhỏ. Tay vãi trưởng. Quay lại. 5k. 5k sắp. 5k đô. Năm nghìn ủi hơn tỷ cả. Đâu quá hơn trăm. Nhầm. Trăm hộ tôi là mày. Ờ, em mà mua video như này của nó, anh Long mua bao tiền một cái. Hả? Cái gì ấy? Bao nhiêu tiền một video? Cắm sạc hả? Không biết được, anh Long, anh không đến video đâu. Anh Long để pin nhớ. Sắp. Thế thôi, cắm cho tôi đi. Anh Long, anh không đến video đâu mà mua bao nhiêu. Anh trả theo tháng luôn ạ. Không biết được. Thì người anh quen chắc là anh không đếm đâu. Anh... chung là... Chắc, chắc là đứa kia nó cứ bảo bao video dành tự tính ra thôi chứ. Ok nha. Và video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn muốn biết tiếp theo của Lasse thì kênh của em bye.